Này là bài 5 lớp 6 đúng không? Random hai số. Số 1, số 2. Cái chỗ này của chúng ta là dùng phương pháp cộng 1 cộng 2. Này mình làm giống như là cho học sinh tiểu học vậy đó. Rồi, random ra hai số và sau đó các bạn sẽ làm gì? Xuất 3 kết quả vào 3 nút ở dưới. Ví dụ như chỗ này mình cho số 8, chỗ này mình cho số 7, 15 và ba cái nút ở dưới này nè. Với câu trả lời đúng nằm ở vị trí ngẫu nhiên. Ở trên là random, ở dưới là ngẫu nhiên. Được chưa? Như vậy thì cái kết quả mà 15 này nè, lúc thì nó nằm ở ô 1, lúc thì nằm ở kết quả 2, lúc nằm kết quả 3, mình không biết đâu hết. Được chưa? Và trò chơi này giả sử các bạn chơi 5 lượt. Không? Có 5 lượt chơi. Lượt lượt cờ hay lượt tờ ta? Lượt hả? Lượt chơi và tính điểm. Tính điểm mỗi câu trả lời đúng 1 điểm. Hả? Mỗi câu trả lời đúng 1 điểm hả? Ừ thì tối đa 5 điểm. Gì cũng nghĩ ra được đấy. Đây. Được chưa? Hiểu được cái ý của cái câu 5 chưa? Tạo ra chỗ này là random hay số, mình bấm bắt đầu cái. Đúng không? Tất nhiên là mình phải thêm nút rồi. Chứ còn chừng đây nút không đủ. Ví dụ như nút chơi lại, nút bắt đầu hoặc là nút chơi tiếp gì đó. Hoặc là nút hủy không chơi nữa. Đó là một số cái nút mà các bạn cần phải thêm. Như vậy thì có hai số, khi mà mình random cái nó chạy đây. Hai số nó chạy xong rồi nó dừng lại. Nếu như mà bạn nào hay nữa đó thì tính tổng thời gian chơi để mà hai bạn mà cùng số điểm thì bạn nào mà chơi nhanh hơn thì thắng chẳng hạn. Tùy, nhưng mà ở chỗ này đến đây là ổn rồi. Tạo ra hai số. Khi mà nó ra hai số bất kỳ thì kết quả nó sẽ xuất ra ba cái ô, ba cái nút. Kết quả đúng nằm đâu không biết. Lúc thì kết quả 1, lúc kết quả 3, lúc kết quả 2 không biết. Nhưng mà mình thì biết để mình làm gì? Mình tính điểm. Đó, cái nhấn vào kết quả đúng thì tính 1 điểm, còn nhấn kết quả sai thì báo sai và chơi tiếp. Được không? Dễ, không khó đâu. Thứ nhất là mình sử dụng random hai số chạy cùng lúc, đúng không? Mình làm chạy chạy giống như là hôm trước mà thầy demo cho các bạn á, bấm bắt đầu cái nó chạy ví dụ như là 3 giây hoặc là 5 giây cái nó dừng thì nó hay hơn. Ví dụ cho nó chạy liên tục, nó cứ thay đổi liên tục làm cho con người mình rối mắt đi, đến chừng là 3 giây sau cái nó dừng lại một bộ số. Đó là mình sử dụng cái tiểu trình ở trong này, tiến trình trong này để cho hai số 1 và số 2 này random và nó chạy cùng lúc với nhau. Thì các bạn, nếu mà các bạn bấm nút dừng cũng được, hoặc là các bạn bấm cho thời gian của nó là 3 giây, 5 giây gì đó nó dừng cũng được. Tùy theo cái cách bố trí trò chơi của các bạn. Thì sau khi nó dừng xong thì người ta sẽ bấm, và nếu mà bấm tiếp tục thì nó lại quay số tiếp. Dùng cái tiến trình vào.
Được chưa? Xong ha. Rồi có gì hỏi? Ừ. Sao không chung được? Phải có một kết quả chung. Mình biết chứ. Tức là bản thân mình phải biết kết quả ô nào đúng nhất. Nó truyền xuống bích tầm nào thì mình phải biết chứ. Ví dụ như là kết quả chỗ này là 15, nhưng mà một lúc á thì mình random ra là kết quả nó nằm ở bích tầm thứ nhất là 15, chỗ này là 14, chỗ này là 16. Nhớ là kết quả nó phải gần gần nhau và nó tạo ra được một cái cảm giác gần đúng nhiều nhất. Chứ một cái ví dụ như là bây giờ nè, bạn cộng ra 7 với 8 15 mà một cái là 30, một cái có 5 thôi. Tức là tạo ra hai cái kết quả mà ngẫu nhiên còn lại á thì nghe nó vô lý quá là người ta loại trừ ngay. Là ít nhất cũng phải là 15 14 16 hoặc là 15 17 hoặc là 12 15 17 chẳng hạn. Nó cũng phải gần nhau một tí. Chứ mình tạo ra một cái là 1, một cái là 50 thì thôi rồi. Loại ngay. Và trò chơi rất dễ. Được chưa? Dễ không? Dễ. Rồi ok. Dễ quá. Dễ quá, dễ coi lại.